Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay thì bên em xin được giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cặp loa bát 30, hàng sản phẩm chính hãng của thương hiệu BVK các bác nhé. Vâng, với thương hiệu BVK thì hôm nay em sẽ đập hộp sản phẩm nguyên thùng nguyên kiện chính hãng, sản phẩm chính hãng của BMWK các bác nhé. Vâng, thì bây giờ em sẽ khui thùng giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa phân khúc gia đình rất là rẻ và chất lượng chất âm khá là hay. Vâng, đây các bác nhé, một thương hiệu BVK. Với đây là sản phẩm chính hãng, có tem chống hàng giả của Bộ Công an này các bác nhé. Vâng, với logo của BVK. Với sản phẩm này thì được sử dụng một bát 30, hai chung và hai chép. Vâng, thì bên em đã mở hộp và đưa lên kệ với một cặp loa BVK. Thì các bác có thể thấy tổng thể là rất là đẹp, với được sử dụng một bát 30, một bát 30 và bốn loa chép. Thì đây là logo của BVK này các bác, sản phẩm chính hãng các bác nhé. Đây là có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Và phía bên này có tem BVK. Hai lỗ thông hơi. Và phía bên trên thì có bốn cái ốc này để các bác có thể bắt và giá treo lên tường. Đấy, các bác có thể treo hay là các bác để kệ cũng được, rất là đẹp. Về phía đằng sau thì rác đỏ đen kết nối đây các bác. Với model là SP2019 BVK. Với công suất trung bình là 500W, maximum lên đến 1200W. Với 45 Hz và đến 19 ký Hz các bác nhá. Vâng, sản phẩm chính hãng đầy đủ tem mác. Rồi thì bây giờ em sẽ ghép một cấu hình, em sẽ test chất âm, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thì ở đây bên em sẽ ghép cùng với một chiếc cấu hình của DB. Em sẽ mở nhạc để mời các bạn cùng nghe trải nghiệm chất âm. Với tiếng quánh rất là hay các bạn nhé. Quý vị và các bạn thấy tiếng bát oánh rất là chắc các bác nhé. Bát rất là mềm, tiếng hay. Và bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc vàng để các bác cùng trải nghiệm cái tí tách thể hiện cái nhạc rất là chất lượng. Oh.
Vâng, thì quý vị và các bạn thấy chất âm rất là hay, rất là chi tiết các anh em. Vâng, rất là tí tách. Thì bây giờ em sẽ test một đoạn karaoke để các bác có thể cảm nhận cái chất mic của cái cặp loa này. Và em cũng xin báo giá luôn tới quý vị và các bạn, với cặp loa BVK thì hiện tại đang có giá là 3.600.000 đồng. Vâng, 3.600.000 đồng cho một cặp loa chính hãng của BVK. Và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với bên em, hoặc để lại bình luận bên dưới. Vâng, thì thưa quý vị, là bên em sử dụng một cặp mic của DB Aquatic với model là DB500 Pro nhé. Vâng, một cặp mic 500 Pro của DB Aquatic với chất âm rất là hay. L567 1234. Và em sẽ làm một đoạn karaoke, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Như về anh như ngày xưa, có bao giờ anh nghĩ về anh bây giờ? Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của đôi mình? Và khi em gặp người mới, chắc gì đã hơn anh. Có bao giờ anh nghĩ không ai hiểu em bằng anh? Lúc anh cần lúc níu trên bờ vai anh này, lúc em cần ai đó thắt nỗi tư đường sâu lưng em này. Chỉ anh mới biết, chỉ anh mới hiểu được em. Vâng, và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với bên em với số điện thoại trên màn hình. Vâng, với 3.600.000 đồng, quý vị và các bạn được sở hữu ngay một cặp loa chính hãng Bass 30 của thương hiệu BVK. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.